Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Thân ái kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em, kính chào Hội Thánh. Sáng hôm nay khi bước xuống giường, tôi nghĩ không biết làm sao để đi qua đây và bước lên tòa giảng được. Tôi gọi cho bác sĩ Bình và bác sĩ Bình nói rằng bây giờ cần phải chích thuốc. Tôi nhớ lại là trong hội thánh của chúng ta có cô mục sư Nguyễn Thị Nhung đã từng là điều dưỡng của bệnh viện Chợ Rẫy. Cảm ơn Chúa, cô đã qua giúp chích cho tôi một buổi thuốc và tôi có thể đi được. Ngày mai thì tôi sẽ có một chuyến đi xa, giữa tuần thì sẽ từ đó để bay về Hà Nội. Và trong tuần này sẽ có một buổi họp rất quan trọng với Ban Tôn giáo Chính phủ để kết thúc cái vấn đề hồ sơ tư cách pháp nhân, thăm viếng Tết một số cơ quan, rồi cuối tuần sẽ trở về. Thành ra rất cần sự cầu nguyện của tất cả quý vị. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa là buổi sáng hôm nay trong lễ 1, nếu có ai tham dự lễ 1 thì chúng ta đã học phần kinh thánh, câu chuyện về một người nữ có tên là Ruter. Bởi vì trong cái chương trình đọc kinh thánh từ sáng thế ký trở đi thì chúng ta cũng đang đọc đến sách Ruter, phải không? Và sáng hôm nay, nguyện lời của Chúa khích lệ chúng ta, nhắn nhủ với chúng ta. Và đặc biệt là chúng ta vẫn còn ở trong những ngày đầu của năm mới dương lịch, cũng như chuẩn bị bước vào năm mới. Và tôi nghĩ rằng khởi đầu của một năm, khởi đầu của một giai đoạn, có những cam kết, có những ao ước, điều đó vô cùng cần thiết, vô cùng quan trọng. Vì vậy buổi sáng hôm nay chúng ta hãy cùng học lời của Chúa chung với nhau. Tôi sẽ đọc lại Ruter đoạn 1, hơi dài một chút, nhưng mà ai trong chúng ta đã đọc sách Ruter rồi? Vẫn còn rất ít, còn những người khác thì chưa có cơ hội đọc. Thật ra nó chỉ có 4 đoạn thôi, rất mỏng, đọc một nháy thôi là đã xong rồi. Mục sư Nguyễn Đức Lộc thì trong tuần qua là ông đã đọc cả kinh thánh chỉ trong vòng có 10 ngày thôi. Cho nên nếu chúng ta là con trai con gái của Chúa mà không biết lời của Chúa thì giữa chúng ta nói rằng cái mối quan hệ của mình với Chúa có một cái gì đó, phải không? Nếu chúng ta có một người yêu và nhận được một bức thư, ở đây có ai nhận được thường nhận email hay là nhận tin nhắn của người mà mình yêu thích không? Hay là của một người bạn thân? Khi chúng ta gửi một cái tin nhắn đi thì chúng ta mong đọc cái phần trả lời ngay, phải không? Còn nếu mình gửi một cái tin nhắn đi có một vấn đề gì đó rất quan trọng mà rồi cứ mở ra không thấy trả lời và thậm chí cũng không thả tim nữa thì là buồn lắm. Và điều đó xác nhận rằng cái mối quan hệ này nó vô cùng hời hợt. Còn nếu chúng ta ở trong một mối quan hệ tốt thì thường là gửi đi một dòng tin nhắn, ngay lập tức chúng ta sẽ nhận được một cái dòng tin trả lời. Và tôi nghĩ rằng là con trai con gái của Chúa, chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta yêu thích lời của Đức Chúa Trời. Khi mình đọc một bức thư tình thì là người đó sử dụng cái câu từ nào, những từ ngữ như thế nào, cái cụm từ đó viết ở góc nào, chúng ta đều nhớ, đều thuộc lòng. Và tôi hy vọng rằng mỗi chúng ta khi trải nghiệm tình yêu của Chúa, chúng ta hãy thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, tình yêu của Ngài ở trong con có bị phai lạc đi, xin Ngài làm mới lại. Bởi vì khi chúng ta yêu Ngài, chúng ta sẽ càng biết về Ngài, càng biết về Chúa sẽ khiến cho chúng ta yêu Ngài nhiều hơn. Và cứ như vậy tác động hỗ tương sẽ giúp cho đời sống của chúng ta tăng trưởng ở trong Chúa. Cho nên những ai chưa đọc sách Ruter, trưa hôm nay về một nháy thôi là xong 4 đoạn của sách Ruter. Ruter đoạn 1: trong đời các quan xét. Quý vị có biết đời các quan xét là lúc nào không? Đó là lúc mà dân Israel sau khi ra khỏi xứ Ai Cập thì là được Môi-se lãnh đạo dẫn vào, họ bất phục, bất tuân Đức Chúa Trời, cho nên
đi lòng vòng trong đồng vắng 40 năm. Sau 40 năm thì Đức Chúa Trời cho phép họ vào trong đất hứa là vùng đất Canaan. Và lúc bấy giờ thì Môi-se đã già rồi, ở dưới sự lãnh đạo của Giô-suê. Nhưng rồi một ngày kia thì Giô-suê cũng qua đời, và dân sự lúc bấy giờ không có một người lãnh đạo. Thật ra Đức Chúa Trời là đấng lãnh đạo họ, nhưng mà họ nghĩ rằng mình cần một người lãnh đạo, cần một vị vua như những dân tộc khác kìa, và họ không quan tâm đến Đức Chúa Trời. Cho nên đó là thời kỳ các quan xét. Trong thời các quan xét, một nạn đói xảy ra trong xứ. Có một người từ Bethlehem xứ Juda cùng với vợ và hai con trai mình đến tạm trú trong xứ Moab. Người này tên là Elimelech, vợ tên là Naomi, hai con trai tên là Mạc-lôn và Kilion, tất cả là người Ephrat thuộc Bethlehem trong xứ Juda. Họ đến xứ Moab và sinh sống ở đó. Bây giờ chồng của Naomi là Elimelech qua đời, để nàng lại với hai con trai. Hai người con trai này cưới vợ là người Moab, một người tên là Ọc-ba và người kia tên là Ru-tơ. Họ ở tại đó khoảng 10 năm. Sau đó Mạc-lôn và Kilion cũng qua đời, để lại Naomi một mình, không chồng, không con. Bây giờ khi còn ở xứ Moab, Naomi nghe nói rằng Đức Giê-hô-va đã đoái thương dân Ngài và ban lương thực cho họ, nên bà cùng với hai con dâu mình vội vàng từ xứ Moab trở về. Vậy bà rời chỗ mình đang ở cùng hai con dâu lên đường trở về xứ Giu-đa. Nhưng Naomi nói với hai con dâu mình rằng: các con mỗi người hãy trở về nhà mẹ mình đi, cầu xin Đức Giê-hô-va tỏ lòng thương xót với hai con như hai con đã tỏ lòng thương xót thương với mẹ và những người quá cố. Nguyện Đức Giê-hô-va ban cho hai con được bình an nơi nhà chồng mới. Rồi bà ôm hôn hai dâu mình và hai nàng òa lên khóc. Hai nàng nói: chúng con sẽ đi với mẹ trở về quê hương của mẹ. Naomi trả lời: hai con gái của mẹ ơi, hãy trở về chứ đi với mẹ làm gì? Mẹ đâu còn các con trai trong lòng để có thể làm chồng các con được. Các con của mẹ hãy trở về đi, mẹ già rồi không lấy chồng được nữa. Mà cho dù mẹ có hy vọng lấy chồng tối nay và sẽ sinh con trai đi nữa, chẳng lẽ các con cứ đợi cho đến khi chúng khôn lớn sao? Chẳng lẽ các con không lấy chồng khác sao? Không, con gái của mẹ, nỗi cay đắng của mẹ nhiều gấp bội các con, vì tay của Đức Giê-hô-va đã giơ ra giáng họa trên mẹ. Hai nàng lại òa lên khóc. Rồi Ọc-ba hôn từ biệt mẹ chồng mình, nhưng Ru-tơ không chịu lìa bà. Hai nàng nói: chúng con sẽ đi với mẹ trở về quê hương của mẹ. Naomi nói với Ru-tơ: này, chị con đã trở về quê hương và các thần của nó, con hãy theo nó mà về đi. Nhưng Ru-tơ thưa: xin đừng ép con lìa bỏ mẹ hoặc quay trở về. Mẹ đi đâu, con sẽ đi theo đó. Mẹ ở nơi nào, con sẽ ở nơi đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con, Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Mẹ chết nơi nào, con cũng muốn chết và được chôn nơi đó, trừ cái chết ra. Nếu vì lý do nào khác khiến con lìa bỏ mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa trên con. Naomi thấy nàng cương quyết đi theo mình thì không nói nữa. Vậy hai người đi đến Bethlehem. Khi họ đến Bethlehem, cả thành đều xôn xao. Các phụ nữ hỏi: có phải Naomi đấy không? Bà trả lời họ: đừng gọi tôi là Naomi, mà hãy gọi tôi là Mara, vì đấng toàn năng đã khiến tôi chịu nhiều cay đắng. Tôi ra đi với của cải dư đầy, nhưng Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không. Đức Giê-hô-va đã lên án tôi và đấng toàn năng khiến tôi chịu nhiều khốn khổ. Sao còn gọi tôi là Naomi làm gì? Thế là Naomi cùng với con dâu là Ru-tơ, người Mô-áp, từ xứ Mô-áp trở về. Hai người đến Bethlehem vào đầu mùa gặt lúa mạch. Nếu quý vị bình tâm đọc lại câu chuyện này và nghiền ngẫm, thì tất cả mỗi chúng ta đều thấy bóng dáng của mình ở trong đó, phải không?
Rõ ràng là như vậy. Hãy nhớ lại đi. Mở đầu của sách Luther nói về một gia đình. Đó là gia đình của Elimelech. Ông cùng với vợ và hai đứa con trai. Và Kinh Thánh nói rằng vì cớ ở trong xứ có một cơn đói kém, cho nên gia đình này đã lìa khỏi nơi mà Đức Chúa Trời dự định cho họ và đi xuống xứ Mô-áp. Thế rồi thời gian qua đi không biết bao lâu, nhưng mà người chồng qua đời, hai đứa con trai cũng lần lượt qua đời, chỉ còn lại một mình người vợ là Naomi và hai đứa con dâu. Trong tình cảnh đó thì vô cùng thất vọng. Ra đi thì là đầy dẫy, nhưng mà bây giờ thì trắng tay rồi, không một nơi nương dựa, chồng cũng không có, hai con trai cũng không có, ở nơi xứ lạ quê người. Cảm ơn Chúa, trong tình cảnh đó thì Kinh Thánh nói rằng không biết là bà chịu đựng bao lâu, nhưng mà một ngày kia thì Naomi nghe nói rằng ở tại quê hương xứ sở của mình, Đức Giê-hô-va thăm viếng dân sự Ngài, và bà đã quyết định trở về. Buổi sáng hôm nay qua câu chuyện này thì tôi muốn cùng với Hội Thánh chúng ta học với nhau hai điều. Chúng ta biết rằng dân Israel vốn là nô lệ trong xứ Ai Cập. Đức Chúa Trời đã dùng cánh tay quyền năng của Ngài để cứu họ ra. Đức Chúa Trời yêu thương họ, chuộc lại một dân tộc đã mất. Nhưng rồi vì cớ xa cách Ngài, vì cớ sống theo ý riêng của mình, nhưng rồi bằng cách nào đó Chúa cũng đưa họ vào trong xứ Ngài đã hứa, đó là vùng đất Canaan. Rồi một ngày kia thì là họ cũng lại tiếp tục phạm tội nữa. Đọc ở trong sách Các Quan Xét thì chúng ta thấy rằng dân sự cứ một cái vòng lẩn quẩn. Khi họ phạm tội thì kẻ thù đến lấn lướt trên họ. Lúc bây giờ quá cực khổ, quá tủi nhục, họ kêu la cùng Đức Chúa Trời: Chúa ơi, xin giải cứu con, xin giải cứu con. Đức Chúa Trời ra tay, Ngài dùng một người lãnh đạo được dấy lên từ trong những con người tầm thường để giải cứu họ. Họ vui mừng một thời gian, nhưng rồi lại tiếp tục phạm tội nữa. Và chúng ta biết rằng cái thời điểm mà Elimelech cùng với gia đình của mình đi xuống xứ Mô-áp lại là rơi vào một cái vòng lẩn quẩn khác, hết lần này đến lần khác. Họ đã lìa bỏ xứ Canaan là nơi mà Chúa dự định dành cho họ, và đi đến một nơi mà Chúa nói rằng không được, đó là nơi dân ngoại đạo, đó là nơi ngươi không được dự định đến, nơi ngươi được dự định là vùng đất Canaan, là xứ sở đượm sữa và mật. Nhưng mà họ nói rằng con có lý do mà, ở đây đói quá, làm sao để gia đình con có thể sống được, ở đây vì có đói con phải đi tìm miếng ăn thôi. Và giống như Các Quan Xét nói rằng lúc bây giờ trong xứ không có vua, ai nấy đều làm theo điều mình cho là phải. Nhiều khi chúng ta làm điều này, làm điều kia, và chúng ta có vô vàn những lý do. Nhiều khi Chúa dự định cho chúng ta là ngày Chúa Nhật là biệt riêng để nghỉ ngơi, để thân thể này được bồi bổ lại, để tâm linh này được phục hồi trong sự hiện diện của Chúa. Nhưng mà có nhiều người bỏ nhóm với những lý do rất hợp lý. Chúa ơi, con mới dời về đây, tiền nhà chưa trả, bây giờ làm sao mà con có thể bỏ ngày Chúa Nhật được? Ngày Chúa Nhật là cái ngày ăn nên làm ra, kiếm thêm được một ít tiền, Chúa không biết sao? Lý do đó rất chính đáng đúng không? Rất chính đáng, rất phải lẽ, nhưng không phải là dự định của Chúa dành cho họ. Bởi vì Chúa nhìn thấy điều họ không thấy. Chúa nhìn thấy rằng nếu họ cứ làm việc từ thứ hai, thứ bảy, Chúa Nhật, thứ hai đến liên tục như vậy, chỉ một thời gian thôi, thân thể này không được nghỉ ngơi, không được bồi bổ, họ sẽ đổ bệnh. Bệnh viện sẽ chờ họ.
Nếu họ không có thì giờ để bồi dưỡng tâm linh thì tâm linh của họ sẽ sa sút. Lúc bây giờ chỉ một nan đề rất nhỏ thôi cũng khiến cho họ xa cách Đức Chúa Trời rồi. Nhưng mà con người nhiều khi nghĩ rằng mình khôn hơn Đức Chúa Trời, không có nói thẳng ra như vậy, nhưng mà nghĩ rằng: Chúa ơi, con có lý do của con. Người khác họ có trường hợp đặc biệt, còn trường hợp của con có lý do của mình. Và chúng ta thấy mở đầu của sách Ruter là như vậy đó. Elimelech trong xứ có một cơn đói, vì vậy ông đã dẫn vợ cùng hai con trai của mình đi xuống xứ Moab để tìm miếng cơm. Nhiều người ngày hôm nay không hiểu thì nói: Chúa gì ác quá, người ta đi kiếm ăn mà cũng không cho nữa. Nhưng mà chúng ta nhìn cả bức tranh thì chúng ta biết đôi khi cơn đói kém đến là một sự nhắc nhở của Đức Chúa Trời rằng: con ơi, tội lỗi đã lan tràn ở trong xứ và ta cho phép điều đó xảy đến để con nhận biết được mình đã sai trật từ đâu, để con quay trở về với ta. Nhưng mà con chẳng có quan tâm gì đến điều đó cả. Cô-rinh-tô thì tác giả của thơ Cô-rinh-tô nói rằng: sự buồn rầu theo ý muốn Đức Chúa Trời sinh ra sự hối cải và dẫn đến sự rỗi linh hồn. Chúa yêu chúng ta nhiều lắm, nhưng mà Chúa yêu chúng ta, tại sao Chúa lại cho phép nỗi buồn đến trên chúng ta? Nỗi buồn vì mất mát, nỗi buồn vì thất bại, nỗi buồn vì bị hàm oan. Có nhiều khi chúng ta thấy tất cả những điều đó xảy đến, chúng ta nghĩ rằng: ồ, Chúa không còn yêu mình nữa. Nhưng không, Chúa nói rằng: đi đến nhà tan chế, ở đó người sống để vào lòng. Đứng trước một tang lễ của một người thân qua đời cách bất ngờ, chúng ta cảm thấy lòng của mình, tâm trí của mình trùng hẳn xuống, phải không? Lúc đó chúng ta được nhắc nhở một cách sâu xa rằng: ồ, lâu nay mình cứ bươn chải, mình nghĩ rằng không cần đến Đức Chúa Trời, cuộc đời của mình sẽ cứ còn mãi. Nhưng mà bây giờ giống như là một cái cú tát để thấy rằng: con ơi, không phải như điều con nghĩ đâu. Chúa cho phép đói kém xảy đến trong xứ Bethlehem, bởi vì đọc trong sách Các Quan Sát thì chúng ta biết rằng dân sự đã thờ hình tượng, đã đi xa khỏi Đức Chúa Trời, và Chúa nhắc nhở, cảnh cáo họ bằng một trận đói kém. Tôi thấy là một người cha ở trong nhà thì nhiều khi giữa vợ chồng cũng hay bị xung đột. Bởi vì đó là người nam thì có nhiều khi buộc phải cứng rắn, phải kỷ luật con cái. Nhưng mà tánh khí của người nữ thì không có kỷ luật, không muốn kỷ luật đâu. Thấy thương quá rồi thôi bỏ qua. Cho nên chúng ta để ý đó, trong những gia đình những đứa con lớn lên mà thiếu người cha thì đứa con không có học biết kỷ luật là gì. Và ngược lại, trong gia đình không có người mẹ thì đứa con cảm thấy quá khắc nghiệt, bởi vì người cha lúc nào cũng kỷ luật, cho nên đó là lúc mà cần cả người cha lẫn người mẹ. Tôi học biết một điều, đó là nhiều khi chúng ta là những người chăm sóc người khác, là người theo Chúa lâu năm. Khi chúng ta để ý và chăm sóc những người khác thì hãy cầu nguyện xin Chúa cho con có sự nhạy bén. Bởi vì nhiều khi Chúa cho phép một người rơi vào một cái hoàn cảnh nào đó, chúng ta vội vàng, vì cớ thiếu nhạy bén, chúng ta đưa tay ra giúp đỡ, nhưng mà không phải là thời điểm của Đức Chúa Trời. Và rồi giống như là Chúa sau khi nhồi bột rồi, nắng lên một chiếc ổ bánh mì rồi, bỏ vào trong lò, bấm 10 phút, ở trong đó la lên: nóng quá, nóng quá, chết rồi. Ở ngoài thấy tội quá, dỡ nắp lò ra. Tôi dùng hình ảnh đó để chúng ta có thể tưởng tượng được không? Trong trường hợp này, gia đình của Elimelech, thay vì nhận biết rằng một sự nhắc nhở của Chúa phải quay trở lại với Ngài, thì đã bỏ nơi đó, nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm với gia đình,
phải đi xuống xứ Moab để tìm kiếm lương thực. Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Khi mình đi theo ý riêng, khi mình làm theo điều mình cho là phải, thì là ban đầu có vẻ như là đúng đắn. Nhưng mà chúng ta đâu có biết. Ma quỷ là kẻ cướp, giết và hủy diệt. Ra khỏi cái vùng bảo vệ của Đức Chúa Trời rồi, thì là ở trong tay của ma quỷ. Nó có trọn quyền. Nó có trọn quyền. Và thế là chúng ta thấy Elimelech qua đời. Con trai là Mạc-lôn, một đứa con khác là Ki-li-ôn cũng qua đời. Để lại Naomi nơi xứ lạ quê người, không chồng, không con. Bài học thứ nhất mà tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta cần ghi nhớ ở trong câu chuyện này, đó là Naomi nghe nói Đức Chúa Trời thăm viếng dân sự Ngài, bèn đứng dậy trở về. Có những lúc chúng ta thấy cảm thấy tại sao ngày mình mới đến với Chúa, mọi sự đều tốt lành, bây giờ đầy dẫy những nan đề xảy đến. Đừng vội vàng, hãy bình tâm, hãy hạ mình xuống. Chúa ơi, Ngài muốn làm gì đối với con? Ngài muốn hành xử với con như thế nào? Ngài muốn con phải quay trở lại, sửa lại những sai trật nào? Có những lúc Chúa nói, ta muốn con cứng rắn hơn trong thử thách, bởi vì ta muốn dùng con và thử thách nó sẽ lớn hơn nữa. Lúc bây giờ lòng của chúng ta bình an. Nhưng mà cũng có những lúc Chúa nói, đúng rồi, con thầy lay chuyện người khác cho nên chịu khổ là phải rồi. Tại vì trong Phi-rơ cũng nói rằng anh em chịu khổ vì thầy lay chuyện của người khác, đó không phải là trách nhiệm của con. Và chúng ta hạ mình xuống, nhận biết được sự dẫn dắt của Chúa trong cuộc đời của mình. Điều mà tôi thành thật với cả tấm lòng nhắn nhủ với hội thánh, quý ông bạn chị em là những người đang thờ phượng Chúa tại đây, quý ông bạn chị em là những người đang xem qua internet hay là tình cờ lướt qua Facebook và nghe những lời này, hãy trở lại với Đức Chúa Trời. Đừng có đi càng quá xa, càng sử dụng sự khôn ngoan của mình, mưu trí của mình, chúng ta càng quá xa. Hãy nhớ rằng Chúa yêu chúng ta, Ngài tạo nên chúng ta, Ngài ban cho chúng ta một thân thể, một hình hài, Ngài có một dự định tốt đẹp dành cho chúng ta. Nhưng ngày hôm nay cuộc đời của chúng ta ra nông nỗi này phải có lý do. Ở đây chúng ta hãy để ý là khi Naomi trở về thì bà nói rằng nỗi cay đắng của mẹ vì cớ tay của Đức Giê-hô-va đã giơ ra giáng họa trên mẹ. Chúng ta nhớ thế này, điều Kinh Thánh ghi thì không có nghĩa là tất cả những điều Kinh Thánh ghi đều hiểu một cách máy móc đâu. Đó là thời các quan xét. Và chúng ta nhớ là thời Cựu Ước, mặc khải của Kinh Thánh chưa đầy đủ. Cho nên lúc bây giờ tâm trí của bà Naomi nghĩ rằng những tai ương hoạn nạn này là do Chúa hại mình. Nhưng nếu chúng ta đọc cả Kinh Thánh thì chúng ta biết là không phải như điều bà nghĩ đâu. Bởi vì Gia-cơ đoạn 1 câu thứ 12 nói rằng chớ ai trong khi bị thử thách mà nói rằng Đức Chúa Trời thử thách tôi. Không, Chúa không phải là một người cha giống như nhỏ nhen thù vặt, hễ mà nghe lời thì Chúa ban phước và chỉ cần quay lưng đi một cái là Chúa hại cho bỏ ghét đâu. Nhưng mà chúng ta biết đó, trong thế giới này có quyền lực của sự tối tăm. Khi chúng ta đi ra khỏi vùng bao phủ của Chúa, khi chúng ta bước qua bên kia biên giới và tự chọn cho mình con đường đó, thì quyền lực ở phía bên kia có quyền trong đời sống của mình. Đừng bao giờ suy nghĩ cạn cợt, hễ khi tai ương hoạn nạn, đau ốm, bệnh tật, thất bại, nói rằng, ôi, Chúa đánh tôi, Chúa hại tôi. Nói như vậy coi chừng xúc phạm đến Chúa, bởi vì Đức Chúa Trời luôn luôn tốt lành. Nói như vậy có nhiều người nói, thế nè, mục sư nói vậy chứ, Kinh Thánh nói nè, bà Naomi bà còn nói như vậy đó. Không, trong cái thời điểm của bà, trong thời của bà chưa có được sự mặc khải cách đầy đủ.
về Đức Chúa Trời. Cho nên đó là điều bạn nghĩ, chứ không phải là điều thực tế mặc khải về Đức Chúa Trời. Điều thứ nhất chúng ta học buổi sáng hôm nay, bất cứ lúc nào trong năm mới này, nếu có một điều gì đó xảy ra, nếu trong xứ vì cớ đói kém, nếu một điều bất ổn nào đó đến với mình, hãy bình tĩnh, hãy chạy đến với Đức Chúa Trời. Thay vì như gia đình của Elimelech, làm theo điều mình cho là phải, bởi vì nó sẽ dẫn đến hậu quả càng tệ hại hơn. Và ma quỷ nó sẽ có cơ hội, nó có, sẽ có lý cớ để cướp lấy tất cả những gì chúng ta có. Phần thứ hai mà chúng ta thấy ở đây, đó là thật là tuyệt vời. Bây giờ, ở trong tình cảnh như vậy, thì Chúa có bỏ Naomi không? Không. Chúa, Ngài biến những điều tai ương hoạn nạn trở thành ích lợi. Vì vậy mà Roma đoạn 8 câu 28 nói rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Khi Naomi quyết định trở về, thì lúc bấy giờ xuất hiện một người nữ có tên là Ruth. Và chúng ta biết là cả cái sách này 4 đoạn là nói về Ruth, chứ không phải nói về Naomi. Naomi chỉ là nhân vật phụ thôi. Tại vì nếu Naomi là nhân vật chính á, thì sách đã được đặt tên là sách Naomi rồi. Nhưng mà để cho chúng ta nhiều bài học lắm. Khởi đầu ra đi đầy dẫy, nhưng mà càng đi xa Chúa, càng đi xuống, và cuối cùng từ chỗ Naomi nghĩa là ngọt ngào trở thành Mara nghĩa là cay đắng. Hãy ghi nhớ điều đó. Những lúc nào bất an, cay đắng, buồn phiền, sợ hãi, lo lắng vây phủ trong cuộc đời của chúng ta, hãy quay trở lại để nói rằng Chúa ơi, con muốn trở lại với Ngài, bởi vì Ngài là hy vọng của con, Ngài là sự thăm viếng của con. Điều thứ hai mà chúng ta học ở đây, đó là Ruth. Khi Naomi quyết định trở về, thì bà nói với hai người con dâu của mình rằng bây giờ là lúc mẹ muốn từ giã các con, bởi vì đây là quê hương của các con, Moab là quê hương của các con, và mẹ phải trở về xứ sở mà Đức Chúa Trời dự định. Và chúng ta thấy là người dâu trưởng là Orpa nghe lời từ giã như vậy, chia tay, và hai mẹ con khóc ôm hôn từ giã. Nhưng mà người con dâu thứ hai có tên là Ruth, thì Ruth ở trong nhà. Chắc chắn một điều là khi Naomi là người mẹ chồng nghe về Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân sự mình, Ruth nghe biết điều gì đó về Đức Chúa Trời của Israel. Và Ruth đã nói như thế này: mẹ đi đâu, con sẽ theo đó. Đức Chúa Trời của mẹ sẽ là Đức Chúa Trời của con. Chúng ta có thể hiểu được lòng của Ruth có một quyết định và nói với mẹ rằng con muốn có Đức Chúa Trời của mẹ trong cuộc đời của con. Xin đừng để con lìa xa Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, chúng ta có một bài hát mà thường hát đó: Chúa quý hơn tất cả mọi điều. Xin đừng để con lìa xa Ngài, và con không muốn để mất Ngài. Tôi nghĩ rằng đó là một thái độ vô cùng thích đáng. Chúng ta bước vào những ngày đầu của năm mới này, hãy hứa nguyện với Chúa rằng, lạy Chúa, 2024 là một năm con không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng những ngày tháng qua bước đi theo Chúa, con biết rồi, không có thần nào giống như Ngài, không có ai giống như Ngài, chỉ một mình Ngài. Và xin nhận nơi đây lời hứa nguyện của con, xin đừng để con xa khỏi Ngài.
Xin cho con bước đi theo dấu chân của Ngài. Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của con. Dù cho sự chết, dù cho sự chia lìa, thì lạy Chúa, xin Ngài làm Chúa của cuộc đời con. Quý vị nghĩ rằng điều đó có cần không? Cần. Chúng ta nhớ rồi, thường đó, ngày tôi còn nhỏ, thì là chiều 30, thì có một bà cụ ở trong khuôn viên nhà thờ đó, bà nói rằng, ngày mai đó, bà cho con tiền, ngày mai con qua nhà bà sớm nha. Bà muốn con là người đầu tiên bước vào nhà bà để bà được phước. Tôi muốn nói điều đó để nói thế này. Khi chúng ta bước vào trong năm mới đó, thì chúng ta ao ước là ngày đầu của một năm phải làm cái gì đó rất tốt lành. Điều đó là phải. Chúng ta tin vào điều đó. Cho nên chúng ta nói rằng, lạy Chúa, con xin thưa với Ngài rằng, con biết về Ngài, lâu nay con đã nghe về Ngài, con đã trải nghiệm về Ngài, dầu chưa nhiều, nhưng mà con xin thưa với Ngài rằng, Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của con. Giống như là Ruter đã nói với mẹ chồng của mình á, mẹ đi đâu, con sẽ theo đó, Đức Chúa Trời của mẹ sẽ là Đức Chúa Trời của con. Xin đừng để con lìa xa mẹ, cũng đừng để con lìa xa khỏi Đức Chúa Trời của mẹ. Khi chúng ta có một quyết định như vậy, có một ao ước như vậy, có lẽ chúng ta không nghĩ rằng, không biết mình có làm được hay không. Ma quỷ nó cũng cám dỗ nữa, không biết mình có làm được hay không. Nhưng mà Thánh Linh của Chúa sẽ chứng nhận cho tấm lòng của chúng ta, cho quyết định của chúng ta vào buổi sáng hôm nay. Quý vị hãy nghĩ đi, cặp vợ chồng yêu nhau đứng trước vị chủ lễ trong lễ thành hôn, hứa nguyện sống trọn đời với nhau. Có mường tượng ra được tất cả những khó khăn, những gian khổ, những thách thức trong cuộc đời không? Không. Chưa trải nghiệm được hết đâu. Nhưng mà đó là ao ước nói lên trong ngày đầu của lễ thành hôn, của đời sống vợ chồng. Rồi mỗi một ngày trải qua những thăng trầm, thì là vì cớ lời mình đã hứa nguyện, cho nên có một đấng thiêng liêng giúp cho người đó làm trọn lời hứa nguyện. Cũng vậy, khi chúng ta buổi sáng hôm nay nhận biết rằng, Chúa ơi, Ngài là hy vọng của con, xin đừng để con lìa xa Ngài. Dầu cho hoàn cảnh ra sao, Ngài, xin Ngài làm Đức Chúa Trời của con. Chúng ta sẽ không có tưởng tượng nổi là làm sao để mình giữ được lời hứa đó. Và ma quỷ nó có thể chế giễu, hứa như vậy rồi có làm được hay không. Nhưng mà Thánh Linh của Chúa chứng nhận cho tấm lòng của chúng ta, và Ngài sẽ giúp cho chúng ta làm trọn. Ruter, chúng ta biết, ở trong cái tình cảnh vô cùng tuyệt vọng, chồng qua đời, chưa có con, đến nỗi Naomi đã nói rằng, con ơi, không còn gì nữa đâu con. Con có theo mẹ thì cũng không ích lợi gì đâu, bởi vì mẹ đâu còn con trai nào nữa để gả cho con. Và nếu tối nay mẹ lấy chồng rồi mẹ đẻ con, thì đứa con đó cũng không thể làm chồng của con được nữa đâu. Tất cả những điều đó chúng ta thấy là tình cảnh của Ruter lúc bấy giờ là hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng mà Ruter nói rằng, mẹ ơi, con nghe về Đức Chúa Trời của mẹ. Con không muốn rời xa mẹ, cũng như không muốn rời xa khỏi Đức Chúa Trời đó đâu. Dân tộc của mẹ là dân tộc thờ phượng Đức Chúa Trời, cho nên dân tộc của mẹ sẽ là dân tộc của con. Mẹ đi nơi nào, con sẽ đi nơi đó, bởi vì con không muốn xa cách khỏi Đức Chúa Trời. Mấy đoạn sau đó, thì câu chuyện có một số chi tiết, có một số tình tiết, nhưng mà rất là kỳ diệu. Từ một người với khởi điểm tuyệt vọng cùng cực như vậy, nhưng mà chúng ta biết về sau đã vâng lời. Có một vị mục sư nói rằng, chúng ta hiểu một chút về cái phong tục của thời đó. Ở trong mấy đoạn sau, đoạn 3, thì là Naomi bảo Ruter đó là đêm hôm đó vào trong sân đạp lúa, có một người tên là Bô-ô. Sau khi kiểm tra sân đạp lúa rồi, ăn uống rồi, Bô-ô sẽ buồn ngủ.
nằm ngủ ở trên sân đạp lúa và trời lạnh, con hãy đến dỡ cái mền lên nằm dưới chân của người đó. Đối với Ruter thì đó là cái chuyện không chấp nhận được. Và chắc chắn là Ruter là người nữ Moab, phong tục của người nữ Moab, văn hóa của người nữ Moab rất khác với cái văn hóa của người Israel. Chắc chắn là Ruter không hiểu tại sao phải làm như vậy, nhưng mà Ruter vâng lời. Và vị mục sư nói rằng, ồ, tôi không hiểu vì sao, nhưng mà đang nằm ngoài trời lạnh mà giống như là nằm ngoài trời đó, đôi chân lạnh mà được mang tất thì nó sẽ ấm lắm. Và bây giờ đang nằm ngoài trời lạnh như vậy đó, tự nhiên buổi sáng thức dậy thấy dưới chân của mình thật là ấm, bởi vì có một người nữ nằm ở bên dưới đó ủ ấm cho Bô-ô. Và thật ra trong nền văn hóa đó thì là Ruter muốn nói rằng, tôi sẵn sàng kết hôn với ông, với chàng. Sau đó thì Ruter trở thành vợ của Bô-ô. Và rồi chúng ta biết Ruter, kết thúc của sách Ruter thì là Ruter là một người nữ, là tổ phụ, tổ mẫu của vua David, tổ mẫu của Chúa Giê-xu. Đây chính là hy vọng cho chúng ta. Khi bám lấy Chúa, khi quyết định theo Chúa, không bao giờ rời khỏi Ngài, thì một người từ người ngoại bang, từ người mà không được Đức Chúa Trời chấp nhận, từ người mà không có một chút hy vọng nào, cuộc đời trở nên sáng lạng vô cùng, đến nỗi nằm trong danh sách của những người mà từ đó Chúa Giê-xu đến trong thế giới này. Cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay chúng ta học hai điều. Thứ nhất, bất cứ lúc nào nhận biết mình đi xa Chúa, hãy mạnh dạn trở về. Trở về với Ngài. Ngài luôn tiếp nhận, Ngài luôn phục hồi. Điều thứ hai, đó là hãy nhớ rằng Chúa là hy vọng, Ngài là tất cả của chúng ta. Khi chúng ta bám lấy Ngài, thì dù cho chúng ta khởi điểm là ở tận đáy bùn của xã hội, nhưng Chúa sẽ đưa chúng ta đi lên. Lời của Chúa nói rất rõ, con đường của người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa. Quý vị đến xứ Palestine, đi đến cái vùng sa mạc đi, buổi sáng 8 giờ nắng đã rực rỡ rồi, và nhất là buổi trưa thì lúc bây giờ là ánh sáng sáng rực. Chúng ta thấy ở trong sách Ruter nói đó, Naomi, một người xa Chúa thì khởi điểm ở đây, nhưng mà cuộc đời cứ đi xuống, ngọt ngào trở thành cay đắng. Ngược lại, Ruter khởi điểm là không có một chút hy vọng nào, tuyệt vọng từ dưới này, nhưng mà về sau cứ đi lên vững chãi. Quý vị hãy hồi tưởng lại đời sống của mình đi. Ngày xưa không có Chúa, tất cả những hy vọng, những mơ ước theo thời gian tàn tắt. Cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng ta được gặp Ngài. Giống như đang tuột dốc mà dừng lại. Từ đó có những người đi lên. Và cái bước đi lên vô cùng vững chãi, vì có con đường của người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa. Buổi sáng hôm nay có ai là những người lần đầu tiên đến đây? Hãy mạnh dạn thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con muốn bắt đầu, muốn làm con của Ngài. Xin mời hội thánh chúng ta hãy cùng đứng lên trong thời giờ này, chuẩn bị bước vào trong năm mới. Chúa muốn chúng ta sửa lại điều gì, chỉnh sửa điều gì. Đừng để đến khi giống như gia đình của Elimelech đã phải trả giá cho quyết định sai trật của mình. Chúa yêu chúng ta, Ngài luôn nhắc nhở chúng ta bằng
những hoàn cảnh khác nhau, bằng những cách thức khác nhau. Ấy là muốn kéo chúng ta trở về với Ngài. Bước vào năm mới này, hãy tái lập một quyết định với Chúa rằng: Lạy Chúa, xin đừng để con mất Ngài, đừng để con xa rời Ngài. Xin giữ con trong tình yêu của Ngài. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.